người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Thì mọi người ơi, trên tay Quỳnh đây đang có một cái món đồ ăn rất là độc lạ luôn, mà mấy bữa nay Quỳnh thấy trên TikTok người ta là ăn rần rần cái món này luôn nha. Bây giờ Quỳnh sẽ khui ra cho mọi người xem thử hôm nay Quỳnh mua được cái gì nha mọi người. Đây, tên 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 tên. Trời ơi, gói rất là kỹ nha mọi người. Gói rất là kỹ luôn. Rồi mình mở ra nha mọi người. Trời ơi, đây. Đây mọi người ơi. Đây nha. Đây, ở đây mọi người thấy ở đây người ta ghi là mắm cà xỉu mọi người, đây, mắm cà xỉu. Thì Quỳnh cũng mới mua được cái hộp này về lần ăn lần đầu tiên luôn nha mọi người. Mắm cà xỉu muối. Mở ra. Đúng như vậy. Trời ơi, dùng hết nội công thâm hậu mở chưa ra đó mọi người. Cứng dữ ta. Trời ơi, cứng dữ vậy. Trời ơi. Không ra. Trời ơi, ra rồi nè mọi người. Trời ơi, tôi nói nó cứng giả man. Trời ơi, nó cứng kìa trời trời. Cứng dữ ta. Rồi đây mọi người. Đó, một bịch như thế này thôi. Đã được đóng trong cái hộp nha. Wow 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 wow. Một hộp như vậy là 700 gram nha mọi người. Wow. Đây nha mọi người ơi. Đây người ta đã trộn cho mình tỏi, ớt và có những cái con ở trong. Nó màu xanh xanh như thế này nha, đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem đi trộn nha mọi người. Mở ra tao nói nghe một cái mùi thơm nồng nặc của mắm. Nghe thôi là thèm cái tô hả cơm nóng bỏ vô trộn ăn. Ta nói nghe cái mùi muốn chảy nước miếng mọi người, giống như là món mắm khô quẹt vậy. Ngon ngon ngon. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ tới công đoạn là Quỳnh trộn nha. Đầu tiên là Quỳnh sẽ cho vào đây là xoài nha mọi người. Xoài trước nè. Đó. Trời ơi hấp dẫn cho mọi người ơi. Cái xoài hôm nay mà bỏ vô trộn là ta nói chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha. Rồi đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho cái phần nước xuống trước nha. Rồi mình mới cho ra nha. Rồi tiếp theo đó là con cà xỉu ra. Trời ơi sao nhìn nó giống như là cái con gì nó lạ thế ta. Trời ơi nó có cái đuôi mọi người ơi. Giống con nòng nọc thế. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ cho là tỏi vô trước nha. Quỳnh thích ăn nhiều tỏi cho nên cho nhiều ăn cho nó ngon nha. Tiếp theo thì sẽ là ớt nè. Đó ớt vô. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh trộn lên. Ôi có nhiều người thì sẽ cộ trộn chung với lại cốc nha mọi người. Hôm nay nhà Quỳnh không kiếm được cốc cho nên mình trộn với xoài thôi. Rồi đây nha. Bây giờ sẽ gấp một con lên ra cho mọi người, coi nha. Rồi mọi người ơi, đây. Ở đây thì Quỳnh thấy cái con Quỳnh mua về là nó bị xúc đuôi hết nha mọi người. Đây, Quỳnh sẽ ăn thử cái con bị xúc đuôi nha. Ở trong đút ra có một cái cọng gì đúng không mọi người. Lạ nha. Thì mẹ ơi, hôm nay con sẽ cho mẹ ăn thử một loại mắm. Mẹ biết cái con này tên là con gì không? Con cũng lần đầu tiên ăn cái con này luôn mà nhìn nó giống con ốc hả mẹ ha? À, nhìn giống con ốc. Con này nó giống con ốc ghê á, nhưng mà thật sự ở đây đó mẹ, ở đây nè, cái phần này nè, cái phần này nè, mẹ thấy không? Nó dài dài nè, mẹ thấy không? Là nó sẽ gắn ở dưới phần của con này nè, đây con đưa lại cho mẹ xem nha, đây. Đó, khi mà nó nguyên một con là nó sẽ được như vậy nè. Vậy khi mà nó nguyên một con thì nó sẽ được như vậy nha mọi người. Nhưng mà bởi vì không biết sao người ta bán cho Quỳnh nó bị xúc đâu mất tiêu mọi người ơi. Đó, thì hôm nay là con sẽ mua cái này cho mẹ ăn thử. Hôm nay con cũng mới ăn thử lần đầu tiên luôn. Bây giờ con sẽ cắt cho mẹ ăn thử nha. Tại vì cái con này á là nó cũng khó cắt nè. Bây giờ con phải nại nó lên. Đây, cái con ốc rồi hả? Đây mọi người, ở phía trong nè mọi người. Đó, mọi người thấy phía trong không? Rồi, mẹ ăn nha, ăn thử nha. Đây, con mở này ra nha. Thì cái này á thì mình sẽ ăn kèm chung. Mẹ múc đi, mẹ múc được không? Múc bằng miệng đi, múc bằng miệng đi. Con kéo ra cho mẹ đó. Đây nè, tay bên đây luôn. Múc bằng miệng ăn thử đi. Ăn thử rồi coi tiện sao. Ô, mặn vậy. Thì nó là mắm mà, cho nên mình phải ăn thử. Mẹ cuộn với thịt đi nè, đây.
Con sẽ cho mẹ cuộn chung với thịt với ít rau nè, để cho mẹ ăn thử nha. Nó mặn mặn, nó dai dai. Nó dai dai, rồi mẹ ăn thử bên kia coi nó có ngon không, hay nó sao. Đây. Mẹ thấy sao? Mẹ thấy mặn sao? Mặn mặn, nó dai dai, nó giống như là... Nó sao? Mắm. Thì tất nhiên. Thì nó là mắm mà. Rồi. Mẹ ăn thử cái con ăn đó con nha. Ăn con mặn quá. Đây nè, ăn con mặn thiệt mà. Rồi, ở đây nè, này cái đuôi nha mà, này cái đuôi nha. Đây mẹ ăn thử cái đuôi trước đi. Đây cái đuôi. Ăn thử cái đuôi trước. Ừ, đuôi giòn 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 nha. Cũng mặn mà, mặn ít. Nghe cái mùi chảy nước miếng luôn nha. Mặn 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 giòn giòn dai dai. Rồi, cái này là con cuộn lại cho mẹ nè. Mẹ chấm thẳng vô đây luôn. Ừ. Nè, đây đây đây. Rồi mẹ chán ăn ăn chung luôn, ăn chung luôn. Ăn chung luôn. Ăn chung luôn. Thế mẹ thấy thì hả con này ăn được không? Hôm nay thì mình sẽ ăn chung với bún, hồi nãy quên bỏ thêm miếng bún cho mẹ. Mình ăn thử trước vậy đi. Rồi sao? Sao? Ngon á. Ngon đúng không? Cái con này nó có tên là, biết tên gì không? Nó tên là con cà xỉu. Nghe cái tên mắc cười mà. Cái tên nó nghe mắc cười lắm mọi người. Cái tên con cà xỉu nghe xong tự nhiên muốn xỉu luôn mọi người. Muốn xỉu thiệt luôn á. Sao người ta không đặt tên khác ta? Giống như đặt tên con cà chớn, hoặc là con cà tưng, hoặc là con cà pháo, hoặc là gì đó ta, mà đặt là con cà xỉu mà. Cái tên ngộ mẹ ha. Và ở ngoài miền Bắc á thì nó có một cái tên nữa, hay còn gọi là con giá đổ. Là bởi vì hồi nãy con đưa cho mẹ xem cái con này nè, là ở phía dưới mà, là nó có cái đuôi á mà. Bây giờ tới phiên con ăn nha. Thì nó cũng rất là khó mở mọi người. Mình không biết mở đúng hay sai nè. Mình tách ra gì có đúng không. Đó, ở đây nè. Đó, mình tách ra. Đó, mình tách ra được vậy ha. Rồi, mình đưa ra ăn nè. Ăn thử nha. Cái phần ở trong đây hơi béo béo nha mọi người. Nhưng mà ăn cái đuôi nó giòn hơn, nó ngon hơn. Nhưng mà cái mình ở ngoài của nó màu xanh thấy lạ mà ha. Ừ. Lạ. Mình thử cuốn thử coi. Ăn nó giống y như là mình đang ăn cái mắm tôm mắm tép á mà. Đúng mà. Nhưng mà nó béo hơn mắm tôm mắm tép mà ha. Ngon hơn. Ngon hơn đúng không? Ừ. Ăn nó lạ ghê luôn mọi người. Giờ mình sẽ ăn thử cái đuôi nha. Đuôi ngon hơn, ở trong cái ruột nó hơi nhạt. Cái đuôi ngon mọi người, giòn sụm à. Giòn sụm luôn á. Quỳnh cho thử một miếng là chả nha, chấm thử nha. Ăn thử nè. Ngon nha. Ăn đi mẹ. $120,000 cho 700g. Cho 700g mắm cà xỉu nha mọi người. Quỳnh gấp này qua cho mẹ Quỳnh. Giờ mình ăn thử miếng bún nè. Mang thử miếng bún coi. À quên nữa. Mẹ Quỳnh ăn thịt cũng không nhiều mọi người, cho mẹ Quỳnh ăn chả. Ăn chả. Ăn chả. Thịt có mỡ mới sợ lắm. Mẹ Quỳnh đang bệnh á. Cho mẹ Quỳnh ăn chả. Ăn bệnh ăn mỡ vô bác sĩ nó la. Ăn thử coi nó sao mà. Con cũng cho miếng qua bún vô ăn thử coi. Ăn cái đuôi ngon ghê mọi người. Nhức nách nha. Ăn kèm có bún có đồ vô thì nó bớt mặn. Nó có rau cái đồ nó bớt mặn. Còn mấy ăn không nó mặn á nha. Bà phải công nhận cho thêm một chút xíu cái cốc hột xoài vô ngon nha mẹ. Chua chua ngon nha. Hồi nãy con bỏ cốc với xoài cho mẹ không? Có, có xoài. Ăn kích nha mọi người. Trời ơi. Ăn kích cực kích luôn á nha. Cái món này đậu nó ăn không được á mọi người. Bởi vì nó cay á cho nên Quỳnh cho đậu ngồi ngoài luôn. Nó vô này nó ngồi nó ngó luôn mọi người. Đây con bỏ cho mẹ thêm mấy miếng này nha. Hay là mẹ ăn cơm? Ăn cơm không? Thôi mẹ chút xíu cơm đi. Ăn cơm chút xíu cơm ha. Ăn bún cũng ngon á. Ăn bún cũng ngon đúng không? Rồi chén cơm này có mình con mẹ xử à. Đây mẹ ăn thử miếng cơm. Biết cái mắm này nha. Không biết luôn, chợ nó có ai bán ta. Con cũng không biết cái mắm này luôn á mà. Con thấy trên TikTok người ta ăn á. Mà công nhận từ ngày nhờ có TikTok. Từ nay mấy món ăn dùng miệng á mình biết được nhiều hơn á mà. Thì... Đâu một miền nào mà có cái này ta. Cái này con không biết miền nào có nữa mà. Con thấy nó bán TikTok con cũng biết miền nào có luôn. Mọi người biết miền nào có mọi người. Ở trong nè mọi người. Đó. Trong nè mà. Lạ ha. Con lạ thiệt phải công nhận. Sẽ chấm thử ăn rồi. Nó giống y như là con chim chép nha mọi người. Cái đường của nó ăn ngon vậy. Nó giống y như con chim chép luôn mà. Nó lạ. Phải công nhận. Mạnh mẽ có công nhận một điều mà. Nhìn nó giống củ cải. Nhìn giống củ cải hả?
Mày có công nhận một điều là ở Việt Nam mình mắm nhiều quá mà ha. Ừ. Quá trời mắm luôn. Bữa hả còn thấy có bạn kia review mắm ghẹ đó chứ mày à. Mắm ghẹ nha mà. Mắm mực nữa. Mắm mực là biết rồi, mắm mực thường rồi. Mắm ghẹ. Mắm ghẹ. Lạ lùng ghê. Ở quê hương mình có nhiều loại quá, mỗi miệng có một cái đặc sản ngon khác nhau. Mình chưa biết tới đó. Tính ra con về Việt Nam mới được ăn những món này với bộ. Chứ bên Việt Nam á mà gửi mắm qua thì có lúc qua được, có lúc bị chặn lại mọi người. Bởi vì cũng chán. Tại mắm này nó có nước. Không đi được không? Nên hồi nãy con mới nói là hên xui đó mẹ. Công nhận lạ thiệt. Cái đuôi ăn còn rậm luôn. Ngon mà ha. Ăn mà từ đầu rút vô ăn cũng chuối vẫn còn giòn á. Mình cắn ra cái mình rút ra tự nhiên được nguyên cái cọng dĩa trong nữa mà ngồi lạ không? Nó lạ miệng. Mà cho mình ăn mới kích ghê. Giờ con cho bún nó thử à. Mà cái này đúng ra là người ta sẽ ăn với thịt luộc các mẹ. Ăn với thịt luộc hoặc là ăn chung với cơm. Và hôm nay nhà Quỳnh chế ra luôn cho ăn chung với lại như Quỳnh là chả luôn. Tại vì mẹ Quỳnh á là bị nhiều bệnh đó mọi người, cho nên bác sĩ kêu là hạn chế ăn thịt á. Có ăn thịt thì cũng ăn nạc chứ không ăn mỡ mọi người. Nãy giờ mẹ có ăn thịt không? Mẹ ăn thịt rồi bỏ mỡ ra. Đùi nó ngon cái được, mà cái giỏ. Mà bác sĩ hẹn mẹ là chừng nào khám, tái khám lại? Tháng 2. Tháng 2 nữa hả? 2 tháng rồi, coi thuốc uống 2 tháng trời ơi, muốn trận chán luôn. Mỗi lần mà tới cử uống thuốc. Chưa uống mà nó cầm trên tay là nó ngoáy rồi. Cái cổ nó muốn nôn lên. Mẹ Quỳnh uống riết rồi thấy thuốc sợ đó mà. Nó quẩn. Đây nè mà. Mở nó cho mẹ không? Mà uống vô rồi là không muốn ăn luôn. Bây giờ không ăn thì sao uống thuốc. Mở khúc đầu tách ra nha mọi người. Rồi bạn nào không có móng sao ăn ta? Bạn nào không có móng sao tách ra ta? Trên này nó có cái lông gì vậy? Ăn được hết mẹ ơi. Ăn được hết. Cũng giống như mắm mực á, người ta làm mắm mực cho mình á. Có cái lông nè. Không ăn được hết mẹ. Cũng giống như mắm mực á, thì ở Việt Nam mình á thấy làm luôn cả hả? Phần ruột ở trong luôn. Ăn được hết luôn. Con này lạ ghê tôi. Nó xanh xanh nè. Nhưng mà ăn cái con nó mau, nó béo hơn hả mà. Ừ. Con béo hơn. Mà không có độ giòn. Ừ. Mềm. Cái con nó có bự hơn ta, hay nhỏ xíu mà ngài. Con nào cũng bằng nhau mà. Nó lạ mà ha. Không biết nó sống nước ngọt hay nước mặn. Cái con nào cái vỏ cũng bằng nhau hết á. Xanh xanh kìa. Nó lạ ghê. Trước giờ con sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm mà con chưa thấy bán con này ở ngoài luôn á. Không thấy bán mà siêu thị cũng không thấy nhờ. Nó ở đâu á, bán ở đâu á. Đúng mà. Ừ, nếu sao chợ con không có mà siêu thị cũng không có đâu. Ba mươi mấy năm cuộc đời Quỳnh mới ăn lần đầu tiên. Đồ ăn nước Việt Nam mình mà mình còn ăn chưa hết nữa mà. Ăn còn chưa hết rồi đó. Mày ăn gì? Bún. Đem múc cho. Ăn bún cũng ngon mà ăn cơm cũng ngon. Ngon không à? Ăn nhiều vậy mà. Rồi, cho vô luôn. Chế vô thử nha. Coi ăn chung với bún không kích đâu. Cái nước đó nha mọi người, cái nước của nó đó nó giống y như là mọi người đang ăn cái nước của cái dưa món mà thằng mà. Đúng không? Đúng mà. Đúng rồi. Cái nước y chang luôn á. Mà nó là mắm công nhận nha. Cái nước này có nó rong vàng có đục nha. Ha. Ha. Đúng mà. Rong vàng. Đúng rồi. Rong vàng có đục luôn. Mắm người ta là nó đen 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 đen. Nó nâu nâu á. Cái này không phải đục nha. Cái nước nó rong vàng luôn. Trời ơi, nó dính đầu trong áo nè. Ăn nó kích nó lạ ra. Nhỏ ăn canh nha.
bỏ mỡ nha. Có mấy con mỡ cho mẹ ra mẹ ăn nha. Thấy rồi. Mọi người muốn ăn thử cho biết nha mọi người ơi. Quỳnh thấy ăn cũng ngon nha. Trong thì béo, ngoài thì giòn. Ăn mặn mặn của nước mắm nữa. Bởi vì ăn rất là kích luôn. Nói chung là đồ ăn Việt Nam á mọi người. Mỗi lần Quỳnh về Quỳnh thấy món nào lạ lạ Quỳnh có thể mua ăn thử. Con nghĩ là chắc nó cũng khó ăn lắm á mẹ. Nhưng mà tính ra cũng dễ ăn. Mẹ ăn mắm mực lần nào chưa? Mắm mực mẹ ăn rồi. Ăn đâu vậy? Hay vậy ta? Ăn nhà bà Nhân đó. Ăn vậy cũng ngon nè. Ngon mà. Chín xoài. Mẹ ăn thịt nữa không? Lấy thịt cho mẹ. Không có rồi. Làm nguyên thố ra ăn vậy mọi người. Nhưng mà bởi vì nó là mắm á, cho nên mình phải ăn trộn này đấy kia. Chứ ăn không là ăn không nổi nha mọi người. Bởi vì nó hơi mặn á. Có người thì thể cho thêm chanh vô. Mà hồi nãy Quỳnh không cho thêm chanh là bởi vì là Quỳnh trộn chung với xoài á. Quỳnh thể cho thêm chanh vô nữa đó. Là bắt đầu nước xoài nó chảy nước ra mà. Cho nên mình để vậy luôn. Ngon thiệt. Nãy có ăn thử với cơm cũng ngon. Nè ăn với cơm cũng ngon, ăn với bún cũng ngon nữa. Mẹ ăn nữa nha. Lần đầu tiên á, lần đầu tiên ăn ngon mẹ. Ở trong nó đen vậy nha mọi người. Mà vẫn ăn được nhưng mà nó ruột mà. Ha. Ăn này mình thích ăn cái đuôi của nó. Nó giòn đậm 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 đậm. Lạ mà không. Cái mình là ăn nó ăn cũng ngon nhưng mà nó mềm mềm mềm. Cái bùi bùi. Mình mềm mà béo béo ha. Thầy và mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Nãy vô quên chào mọi người rồi. Ăn xong rồi mới nhớ, ăn xong dính tùm lum. Ăn xong rồi mới nhớ. Ăn xong rồi mới nhớ. Nha mọi người.